Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 2 nha anh em. Rồi, khởi đầu khá là thuận lợi khi mà chúng ta đã có được cái hệ tự nhiên rồi. Bây giờ là chúng ta cần tìm kiếm những người anh em Ivan hoặc là Lê Ba Lăng nữa thôi. Thì chúng ta sẽ có được tự nhiên và rừng. Đấy, với rừng và tự nhiên ở đầu game thì không phải bàn cãi gì. Anh em cực kỳ khỏe và có thể giữ máu rất là tốt. Để xem nào. Uầy, một cái cung gỗ và 3-5 vàng. Rồi xong. Dấu hiệu là không có rừng với tự nhiên rồi. Cho chúng ta một con Zira 2 sao. Chắc là bây giờ mình sẽ up cấp và cho Zira vào là một này. Thay virus bằng vay ne nhá. Tại vì con virus bằng 2 tiền. Ok, không có rừng thì chơi tạm tự nhiên vậy. Cũng ổn, tự nhiên thì có khả năng hồi phục. Còn rừng thì nó sẽ nhân bản thêm một con nữa. Rất là trâu. Để xem chúng ta gặp ai đây. Uầy, tao không quen. Đội hình, uầy, gồm có 2 cá sấu và con Senna. Ông này chắc là đang tính làm một cái điều gì đấy đây. Khi mà anh ta đã có được 10 vàng rồi. Tích tiền này mà. Tiết kiệm đấy. Nhiều ông là chơi tiết kiệm lắm. Sau đó thì comeback cực mạnh. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi tìm kiếm những vị tướng 5 tiền 3 sao. Do là cái video lần trước đã có rất là nhiều anh em ủng hộ. Đây rồi. Xuất hiện người anh em Lê Ba Lăng nhưng mà. Hay là bây giờ mình bán mình lên cấp luôn nhỉ? Có nên không nhỉ? 4. Này thì có thêm xạ thủ này. Không cần thiết. Đây. Bán luôn 2 con nữa. Úp cắp trời lớn luôn nhá. Từ từ. Ok. Suýt nữa thì không kịp. Bây giờ thì ông nào đánh lại tôi đây. Ui, đội hình ông này mạnh lắm này. 2 xạ thủ, 2 nước và một con quốc kích 2 sao. Rồi luôn Zira cho vào. Cũng may được xài skill vậy. À, ông này cũng tận dụng lên cấp sớm giống mình luôn. Mà rất tiếc anh ta không có rừng với tự nhiên rồi. Vậy đó thì chỉ mới là 1 sao mà thôi. Ok. Ông này này, tôi để ý cái ông này rồi nha. Ông này rất là mạnh. Ivan King Black. Rồi vẫn chưa có vị tướng nào nữa cả. Giờ là tiếp tục gọi là tìm kiếm những chuỗi thắng rồi. Nhưng mà có Virus 2 sao và con Zira 2 sao. Bây giờ là mình có tiền mình úp cấp mình chơi lớn cho anh em xem luôn. Cho thêm cái thằng King Red vào. Lấy 2 xạ thủ 3 lượt. Đố ông nào lấy lại luôn. Nhưng mà chúng ta phải cần đến 16 tiền cơ. Sau cái round này thì cần 16 tiền. Ok. Để xem và gặp ai nữa đây. Kayle 388. Đội hình gồm có 2 set và 2 băng quốc. Nếu như mình thì mình sẽ cho người anh em Thread vào để có thể lấy thêm hồ vệ. Mà không hiểu ông này nghĩ gì mà cho con Zira vào. Uầy, ông này đang có chuỗi thắng ấy nha. Ông này đang có chuỗi thắng ấy nha. Tôi kích bại được cái ông này rồi đấy. Ông này nãy giờ là 2 trận chưa thua ai. Bây giờ mới thua mỗi mình tôi đấy. Phải không? Đúng rồi. Lúc đầu 100 tiết bây giờ còn mất 8 tiết kìa. Còn 92 tiết. Ok, ở nhà thì mình có một cái. Bây giờ là mình cần cái đai máu này để có thể lắp quỷ thư này. Có một gậy khóa cổ ở nhà rồi. Mong là sẽ không anh em nào yêu thích con Soraka của mình. Ủa, đừng nha, đừng nha. Thái mèo nha, thái mèo nha. Thái mèo. Wow. Đéo hiểu kiểu gì mà anh ta lại đi lấy được cái đấy của mình nhá. Thường không có anh nào đam mê. Vậy thì chúng ta sẽ có được một cái giáp lưới cũng được. Không sao cả. Bây giờ 10 tiền. Nước. Bình tĩnh thôi. Mình sẽ từ từ đã. Chúng ta bình tĩnh sao. Cho mua còn tạm mấy con 1 tiền này đã. Không thì chúng ta cho con DNA vào cũng được. Vừa tích tiền cũng như là vừa có chuỗi thắng. Gặp ai đây? Jackie, Jackie.
cũng có rừng và tự nhiên luôn. Thế mình thì anh ta lắp ngay vọng âm lù đần. Nó thù oán gì từ trước hay sao thì không giải quyết luôn đi. Đã vào trận đấu rồi lại còn lắp trang bị à? Này thì lắp trang bị này. Này thì lắp trang bị này. Anh ta có Nico hay sao? Nhưng mà chúng ta có virus hay sao? Rồi. Ủa. 4 chuỗi thắng liên tục và hiện tại thì mình đang có 19 tiền. Có nên cúp cấp không nhỉ? Mình đang băn khoăn cúp cấp hay là giữ tiền. Thôi thì giữ tiền đi, mình quyết định là chọn giữ tiền cho nó an toàn. Nếu thua thì cũng không sao cả, chúng ta vẫn còn rất là nhiều máu. Đây, đội hình hôm nay cũng rất là mạnh. Thế mình sẽ thua bởi ông này thôi. Hên xui hả? Ủa, vài đứa của nó lực quá. Ui, giờ con Nico của mình nó ném kìa. Ném. Ui, đâu là cây của mình và đâu là cây của ông ấy. Rồi, xong. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải thua thôi. Ủa, không kịp. Cho nên là chúng ta sẽ quyết định là giữ tiền. Tại vì cái đội hình của anh ta cũng rất là mạnh. Núi của mình cao rồi, chắc chắn là sẽ có núi cao hơn phải không anh em? Cho nên là không thể nào mà tự cao tự đại quá được. Thế là đâu rồi? Đây, ông này này. Người này ông đánh mình. Ok, ghi nhận. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục là làm series tích 100 tiền và roll những vị tướng 5 tiền 3 sao. Chẳng hạn như là Luck. Trong cái video lần trước thì có rất là nhiều anh em ủng hộ. Và mình có nói trong cái video đấy thì nếu mà video được 2000 like thì mình sẽ làm cho anh em xem tiếp tục là 100 tiền và roll Luck. Không biết có đạt được yêu cầu trong cái trận đấu ngày hôm nay không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức nha. Sẽ cố gắng hết sức. Đây rồi. Ui. Một gậy quả cổ à? Tôi tưởng là cái đai máu. Toang thật giờ. Bây mình cứ tưởng là chúng ta có quỷ thư chứ. Mà vẫn không có quỷ thư. Vậy thì mình sẽ lựa chọn một cái này. Tự nhiên nếu mà mình giữ lại con Nico thì sẽ là Nico hay sao và những cái trang bị nó không phù hợp. Chắc là mình sẽ ép cái nỏ xét nha anh em. Tại vì đồ của mình quá nhiều nhưng mà mình chưa ép cái nào cả. Trang bị nỏ xét thì nó sẽ khắc chế những cái bọn pháp sư. Pháo hạt. Rồi luôn, chơi lớn luôn. Nhìn thấy tiền nó lẻ lẻ nên không thích. No copyright song. Cái cái nhạc của mình đang xài cũng như là của ông này. Của tên của cái ông này này. Nhạc nghe rất là hay nhưng mà lại bị phí đó. Mình cũng muốn mở symbol love cho anh em nghe nhưng mà bản quyền là một cái gì đấy nó rất là đáng sợ trong cái YouTube. Cho nên là anh em thông cảm. Ai cũng muốn nghe nhạc hay mà. Nhưng mà mình phải sử dụng những cái nhạc không bị bản quyền. Không thì ngày nào tôi cũng mở cho anh em là đi đu đu đi chẳng hạn. Không thì symbol love. Ok, anh em thông cảm nhé. Cũng như là anh nào sang xem đến đây thì hãy đừng quên là để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Nhớ nha, đừng quên. Những nút like của anh em và nút đăng ký kênh là những nguồn động lực gọi là lớn nhất cho mình luôn. Làm cho anh em xem gọi là. Ủa ông này mạnh thế. Ây à. Cũng may chúng ta có Zira đấy. Ủa tí thắng kìa. Còn 26 tiết thôi. Ui. Ok. Hay là chơi lửa nhỉ. Mình sẽ lựa chọn chơi lửa đi. Thế thì pháp sư. Bây giờ lên round đi. Đi chợ này. Đi chợ. Không biết là mình sẽ lượm được cái gì đây. Ui, quên mất. Mình mua con King Red và quên cho vào cái chỗ con Diana để kích hoạt hai xạ thủ. Quên mất anh em ạ.
Đây này, ông đi chơi kiếm kiếm khách như này. Virus kiếm khách luôn. Kinh 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 kinh. Nocturne đang chờ sẵn ở ngoài nhưng mà anh ta vẫn chưa cho vào. Kiếm khách với chúng tôi. Kiếm khách với chúng tôi. Ok, bây giờ mình sẽ lựa chọn cái đai máu nhá. Có đai máu không? Không có cái đai máu rồi anh em. Đùa. Uầy. Nếu được thì cho tôi cái BF. Đây mình có thể lắp cái giáp thi thần. Uầy. Quay đi quẩy lại thì nó lại mất hết trang bị rồi. Không có đường nào một lần cả. Lấy cái gì bây giờ? Lấy găng đối tập nhá. Ui. Tưởng cái ông thái mèo kia thì đi đứng cẩn thận mà nghe chưa. Lặng la lặng lách. Rồi. Pháp sư này ra nhiều ấy nhở. Lửa cũng ra này. Ra nhiều lửa vào. Cấp độ 7 rồi. Đến từ vị trí của mày nè. Kinh ngờ. Mình mới cấp độ 6 thôi. Mình thấy gọi là hơi bị khỏe quắn rồi. Đây mà anh ta lên được cấp độ 7 luôn. Người là đang bốc cháy. Ê à, con mẹ rồi. Đang mải chuyện mà quên cho cái chuyện King Red của mình vào. Ai nổ. Đâu phải chơi chơi bóng tối đây này. Ai da. Kinh quá, bóng tối này được stack down mạnh lắm anh em. Kinh điển nhất là con Vega này. Rồi, chúng ta mình sẽ bán rừng với tự nhiên đi rồi. Cho nên là bán tạm đi có thể tích tiền. On nè. Mazaha này. Từ từ từ. Đấy. Bán luôn đi ông nhỉ. Bán mẹ hết luôn. Còn King Red này. Đấy. Bây giờ hay quên. Đội hình hai nước, ba lửa và hai xạ thủ và hai hộ vệ. Ui, Anie 2 sao mà lại có thêm Brain nữa. Thế gì vậy? Ông này ông chơi đẻ tướng à? Cũng người anh em chơi lửa giống mình luôn. Rồi sao? Phải từ bỏ rồi. Nếu mà anh em cố chấp quá thì chắc chắn là sẽ không có hạnh phúc đâu. Cho nên là anh em phải chọn được cái hướng đi khác thôi. Nếu không mà chết. Toang thế đấy. Lucian à. Nhưng là chúng ta có ánh sáng mới à. Có niềm hy vọng mới hay sao đây. Giờ không biết có thắng được hay không. Mấy là chuyện đây. Chỉ cần tích 100 vàng thì có vẻ là hơi khoai đây này. Không khoai cho lắm. Đội hình của mình nó rất là khỏe khoắn ở giai đoạn đầu game. Nhưng mà về late game thì để xem nào. Úi giời, được mà không ăn được. Được nha. Cái gì đây, cái gì đây. Thìa đi. Thìa. Ây à. Cái gì vậy. Măn phai luôn à. Đây lửa ở đây. Giáp thiên thần là một này. Đấy. Còn cái này là man file cho vào đây. Cái nỏ set à. Nỏ set mình nghĩ là không cần thiết. Cho con Brain đâu. Lên cho quỷ thư đi. Còn này chắc là lắp tạm cho con này chẳng hạn. Cho nó bay nhảy. Ui. Nào cũng chơi Brain, ông nào cũng chơi lửa. Được mỗi trận mình chơi mà ông nào cũng chơi này. Rồi xong. Quả này lại đi một sải rồi. Lại đi một sải rồi. Chán vãi linh hồn. Wow Brain này.
Cái này là mày tự ra nha, mày tự độ nha, tao không bắt ép gì đâu mà nhấn brain. Nếu mà độ thì hãy cho ta thêm một con nữa đi. Mình lên cấp 8 rồi nha. Ông nào solo là coi chừng nó. Giờ mình đang tìm kiếm cái gì nhỉ? À, tìm kiếm thằng Talia kích hoạt đất. Và cho thải cái con ấy của mình đi. Ông nào cũng chơi King Red. Cái tỷ lệ King Red của mình giống kiểu như là 0.01% ra luôn đấy. Ai à? Bóng tối à? Úi trời ơi, em ngu người. Mày nào này, ngu người luôn anh em. Toán đồ mana không kìa. Càng sinh nghịch. Ui có sinh nghịch là thay tết. Thấy sinh nghịch là thay tết anh em ạ. Anh em biết tại sao? Có điểm lành là những vị tướng 5 tiền thì mình cực kỳ thích. Bây giờ là chúng ta chỉ có 6% ra rồi. Hên nhỉ. Mà sinh nghịch thì nó sẽ phù hợp với tất cả những cái đội hình nha anh em. Mình nói lại là phù hợp với tất cả đội hình. Ây da, người anh em đồ chất quá vậy. CV đồ cũng khá chuẩn luôn. Hai vô cực kiếm nó cào cho thịt. Ui cào ghê vậy người anh em. Ủa cố lên. Úi xôi thằng virus nó bắn kìa. Mắt lé à. Một mũi tên gọi là dính hai đích chưa. Căn kiểu gì mà dính mỗi ở đích à. Mình sẽ lấy Taric nha anh em, hoặc là Mundo. Chắc chắn là cái đội hình của mình phải có quỷ thư. Mình xin nhắc lại là phải có quỷ thư. Rồi mất Taric. Vậy thì chúng ta còn Mundo. Còn hy vọng. Nào nào tranh hộ tôi ấy. Tranh hộ tôi ấy. Bực lắm rồi nha. Hơi bị cay rồi đấy. Cũng may lấy được chứ không thì chết. Ok. Đàn con này đi là vừa này. Brain không cần cái quỷ thư cũng được. Cho nó cái để cho con Sigit nó set. Tại vì con Sigit này nó không bị khống chế nha anh em. Bất kỳ cái gì cũng không bị khống chế. Chứ khi gặp thằng Vega nó quăng vô phát ngu người. Anh em thấy không? Đây là lửa nó tự độ mình nhá. Rôn vài nhát thôi. Đây là tự ra rồi. Ê chết rồi, quên mua con Nasus kìa. Trời ơi. Bóng tối đây này. Bóng tối. Bóng tối với chúng tôi. Bóng tối với chúng tôi. Bóng tối. Uầy, vậy mà không đi luôn đi. Đừng cho cái ống này để trứng nha anh em. Cái thằng Vega 2 với cái thằng Vega con của nó kìa. Nó mà lên 3 sao thì đảm bảo anh em thôi nghỉ. Không chơi gì nữa. Để cho thằng cái ông Kele kia mà ông để trứng lên Vega 3 sao thì anh em đầu hàng hết đi là vừa. À, cũng có ông lên cấp 8 rồi. Bây giờ mình chắc là mình để dành tiền úp cấp lên cấp 9 luôn. Đội hình của mình nhìn cũng khá là hoàn chỉnh. Nhưng mà có vẻ hơi là tiểu học. Nhưng mà vẫn đang còn 4 người anh em 1 sao. Thái mèo. Rất nhiều anh em chơi bóng tối, pháp sư. Cũng như là lửa nữa. Bây giờ là mình chuyển bài mà là ổn đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta có thể chuyển bài sang hộ vệ đầu. Hộ vệ xét. Không thì gì đấy. Hợp lý luôn. Thái mèo. Tí tiện. Rồi nó tí lát 2 sao nha. Không cần roll thôi. Mà cứ ra thôi anh em. Tuyệt vời. Tiếp tục là mình sẽ để dành 100 tiền và roll con lắc 3 sao. Đấy. Lắc 3 sao nha anh em. Tại vì có rất là nhiều anh em yêu thích cái series này. Mình sẽ
phải thật cẩn trọng khi mà phải quyết định. Giờ là mình sẽ không để qua một con lắc nào nữa, bất kỳ cái hệ gì thì mình cũng phải mua nó, tại vì chỉ cần một con thôi thì nó sẽ thay đổi cả một lịch sử đấy. Tại vì trong tất cả những video của mình thì chưa có một cái video nào mà mình lên được con lắc 3 sao, cho nên mình sẽ cố gắng hết sức vậy. Đây rồi, vừa nhắc đến lắc. Wow. Từ, lắp cái giáp thiên thần cho con xinh kịp. Đấy. À, cái này à, hai cái à. Không cần biết đúng sai, cứ cho luôn. Hai cái này sẽ được lắp đại cho con Thread nhá. Thì bây giờ thì không có trang bị lẻ nữa rồi. Rồi toàn trang bị chẵn rồi. Rồi ok. Tiễn liên hoàn là một cái trang bị cũng không hề tồi. Lắc thép cũng được. Anh em này chưa hất tung luôn à? Cái màn đế bút của con lắc này thì có vẻ không khả quan rồi. Uinh. Cố lên nào. Uinh. Đấy, ủa trưởng, nguyên tỏi. Vậy mà vẫn thắng được. Sinh nghịch. Sinh nghịch. Sinh nghịch là một cái gì đấy. Đáng sợ á. Ngân nan. Giờ mình phải lên cấp 9 nha anh em. Cấp 9 và sau đó mình phải tích 100 vào. Thì bây giờ mình lên cấp luôn thì chúng ta sẽ bị lỗ á. Vì khi mà anh em đang có cột mốc là 50 vàng thì sẽ có luôn luôn là cái lợi tức là 5 vàng lẻ. Ta sẽ có tiền lãi với cả cái tiền chuỗi thắng nữa. Giờ chuỗi thua cũng được. Thắng thua không quan trọng rồi. À ông này, ông này, ông này sẽ là big, big lắc bóng tối của mình rồi. Rồi luôn, phải cho này đi gấp. Cho đi gấp thôi. Đi gấp. Anh nghe đồ chất đấy, đồ siêu thủ à. Siêu thủ của chúng tôi. Đi không? Ta không quên à. Ok, cho mình không quên luôn, đừng có nhớ tên tao nha. Xinh nghịch luôn. Uầy, mình top 1 rồi cả. Ngờ đội hình ghẻ lở của mình vậy mà có thể ăn được đấy. Hộ vệ nước. Hai nước thôi nhỉ. Mà con lắc với cả con xinh nghịch cũng gánh. Gánh kèo. Hơi bị ghê. À đời. Ê da, BB Hoàn. Kiếm khách. À, đã có Kha'Zix 2 sao rồi. Hơi biến ảo, hơi biến ảo. Cố lên, cố lên. Cố lên. Úi dồi ôi, chó đi bụi luôn. Xem có gì không? Hàng hot gì không? À, có cái lửa kìa. Nó lửa của mình thì mình ấy mất rồi. Đừng có nào lấy nha, đừng có nào lấy nha. Mình còn thay xin nghỉ được. Mất mẹ luôn. Vậy đừng có trách tôi vô tình nha. Đừng có trách tôi vô tình nha. Mình tính biến cho anh em xem sinh nhật lửa. Thay đổi cho nó luôn. Chán thật đi. Không biết là máu của ông này có trụ được hay không. Đến cái lúc mà mình được 100 tiền không nhỉ. Giờ là còn 2 click nữa. À, ông này mạnh nhỉ. Mình sẽ cố tích để cho ông này hất tung lắc của mình. Cho mẹ em luôn 3 lửa. Mình muốn đang giữ cái chuỗi thắng đấy anh em. Để có thể tăng thêm cái lượng vàng. Ủa lắc vào trưởng. Trưởng như cái máy vậy. Dừng tay lại đi. Cái này để lấy lửa của mình này. Rồi, cho đi. Dám lấy lửa của mình. Ủa, đừng chết không? Chết luôn kìa. Đồ chơi chỉ còn 3 người thôi. Mà mình vẫn chỉ có một con lắc. Anh nè 2 sao.
Căng quá nhở. Giờ là mình đang có 60 tiền này này. Nếu mà bán hai người con linh tinh này, thì xem trận này mình sẽ gặp ai. Trận này dù thắng hay thua thì mình sẽ phải cố gắng hết sức để có thể tìm một lắc 3 sao. Cái này hất để cái bao ô nước là chí quá nhỉ. Muốn xài ô nước thì phải bị hất tung. Mình không muốn xài thì đừng có cho vào. Đúng thì là láo cá mà. Trưởng đi lắc. Đấy là trưởng chết rồi, vậy chết rồi. Mất chuỗi thắng luôn, càng 68 tiền. Cái gì đây? Quỷ thư à? Quỷ thư chúng ta cho lắc và cho brain cũng được. Một trong hai con. Con brain thì nó sẽ skill diện rộng hơn. Vì nó này 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 anh em. Con này cũng được quỷ thư luôn này. Kinh. Sau round này chúng ta sẽ có được 78 tiền. Tầm khoảng 80 tiền đấy. Khi mà con rồng này sẽ cho chúng ta thêm một chút vàng nữa. Trời này anh em này căng quá. Đánh mắt căng luôn. Drink cho tôi một Nico. Làm ơn. Không có Nico rồi. Chán nhở. Tám mươi hai tiền, xin nghỉ hai sao. Sau round này mình sẽ chắc là dịch ra sẽ có đủ 100 tiền. Mình sẽ bán con Anie đi là một này, con Virus, con Threat và Zana nữa. Và mình sẽ không lắp đồ để có thể câu kéo thêm cái chút thời gian. À đây. Ok đây, mình cố tình nhân bị hắt đi. Không nó mới chết mình. Mình chưa thấy người anh em lắc nào nhỉ. Úi trời ơi, người anh em xanh nhịt quá lầy lội rồi. Nhưng mà ông này thua không đậm cho lắm, cho nên là chúng ta vẫn có thể câu kéo. Lắc mới là một sao rồi. Chết rồi, ông này đi bụi luôn rồi. Đánh mặt sao của mình không lại luôn. 90 tiền, ok. 94. Ok, 112 tiền anh em. Bây giờ mình sẽ roll nhá. Cho quỷ tư rồi. Và tìm kiếm những vị tướng 5 tiền 3 sao nào. Giải tạo này. Ờ, như thế thì mình sẽ bị thắng luôn đúng không? Từ từ, từ từ, cho mấy con yếu yếu vào đã. Mình sợ thắng á. Mất từ gì? Xin gịt. Nami. Lại xin gịt. Mình có 2 xin gịt 2 sao nha. Ui, xin gịt 3 sao à. Hai con lắc thép. Bán mẹ mày xin nghịt đi luôn. Vậy là chúng ta cần 3 con lắc nữa. Wow, xin nghịt này. Nếu như mà mình lên xin nghịt 3 sao cũng có thể đấy. Nhưng mà chẳng qua là mình lên được xin nghịt 3 sao rồi thôi. Giờ mình không thích nó nữa. Trận này là quyết tâm mình phải lên được lắc 3 sao. Dù có bán xong bán chết cũng phải lên. Xem ông còn hất tung con ấy của mình không? Biết ông có thay đổi không? Hay là có thay đổi? Được. Người chơi có kỹ năng phết. Mình cứ tưởng là anh ta cứ để nguyên một chỗ. Dám xài ô nước xài. Mà với hai con lắc thép của mình thì... Wow. Quên. Vẫn có thể thắng được. Đúng là lắc là một vị tướng 7 tiền quá. Đáng lùng tiền bất gạo. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì đây? Chắc mình sẽ lấy Amumu nhá. Để có thể cho nó nhiều tiền thôi. Đáng quan trọng gì.
Đồ đạc bây giờ với mình là không quan trọng. Giờ là mình chỉ cần lắc mà thôi. Rồi, buồn quá. Vãi, không thêm một con nào nữa kìa. Mình phải chấp ông này thêm round nữa thôi, 1-2 round nữa. Bán con này đi. Không ra kìa. Đèn. Đèn quá các bác ạ. Chấp hất tung rồi. Không còn chuyển luôn. Vì mình đang muốn thua mà. Đội hình của ngày sẽ là sách đầu qua 3 triệu hồi, 2 hộ vệ, 6 lửa. Không thắng được à? Tôi thua đi ấy. Ủa, nếu mà thắng một round này nữa mình có thể thắng luôn ấy. Mình phải bỏ bớt tướng. Ui, bớt tướng ra thôi. Từ từ. Bắn vào bờ rê đi. Cho mấy con cú bắp à. Đấy, bây giờ mình một phát thì mình cũng thể không thể nào mà thắng luôn được. Cho đội hình của mình mắc yếu luôn. Mắc Sida luôn. Cho lắc một sao luôn nha anh em. Chơi con mạnh bị liều luôn. Đừng bảo vẫn có thể thắng nha. Đừng bảo với tôi là vẫn có thể thắng. Sinh của mình nó biến thái quá. Bán hết drone đi à? Úi xồi, tao không quen. Ui, ông này đang top 7 mà vẫn ở lại xem này. Rồi, chiều lòng anh em luôn. Bình tĩnh. Kịch tính quá mà. Ba vụ song kiếm à, không cần thiết. Rồi. Giờ là chỉ cần có 2 con nữa thôi đúng không anh em? Mình sẽ cố gắng hết sức. Đồ này thế là ném đại thôi. Không quan trọng gì nữa đấy. Chúng nó ram văng đồ gì cũng được. Không biết là một mình lắc ba sao có thể cân mọi thế giới không đây. Anh em sẽ cùng đoán xem như sao nhá. Nếu mà mình được. Đi cô đi. Có Nico rồi. Khó rồi. Cho tôi một con lắc. Wow. Con nữa thôi. Làm ơn. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi mà. Rồi sao? Chơi hay nghỉ? Chơi hay nghỉ? Xem lắp ba sao nó sẽ như thế nào nhá. Từ từ lắp đồ. Từ từ. Wow. Chết con mẹ rồi. Đây, mấy cái này cho hút đại. À, trời ơi, ông lại di chuyển ăn nghe qua bên kia kìa. Hắc não tôi à. Lắc. Chưa một cái nào. 9.990 đam. Wow, đúng mà. Ui, thua luôn. Nhưng mong sao cuối cùng thì cũng đạt được con lắc 3 sao rồi. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem dõi cái video này của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh. Cũng như là tiếp tục tìm những con lắc 2 sao. Nếu mà video này được 2.000 like nha anh em.